cô á đã làm cho người ta bị ngộ độc thì chính cô á phải bồi thường cho người ta, còn không á tôi không để yên chuyện này đâu. Trời ơi, đã nghèo đã khổ rồi phải đi xin cơm từ thiện, thế mà cha ăn tầm bậy tầm bạ. Bây giờ bảo bố cho thì cái định đuối. Ừ hả? Đúng rồi, thời buổi này á thiếu gì người giàu gì từ thiện, mà họ đi làm từ thiện á họ chỉ làm qua loa có lệ mà thôi, chủ yếu á họ đánh bóng tên tuổi chứ tử tế gì. Bởi vậy á giờ làm từ thiện á người ta phải làm từ tâm từ tấm lòng, còn đằng này á giả tạo. Con giỡn mặt với ba đó hả? Con đưa cho khách hàng cái mẫu thiết kế này mà không thông qua ba, không thông qua chúng mày là sao? Con đã đáp ứng được những yêu cầu của họ mong muốn và làm bật lên được thương hiệu doanh nghiệp của họ, giống như là phải thật sự trendy nè, phù hợp với lợi chất điều giải KTI. Nhưng mà nó không phải là cái thứ này, con có hiểu chưa? Không phải mày cố ý lọt vô nhà tao, chiếm lấy lòng tin của ba tao, rồi mày giả bộ nghèo khổ để ổng thương xót ca ngợi mày hả? Tôi chưa hề có ý nghĩa muốn chiếm đoạt bất cứ thứ gì của anh cả. Bởi vì mày có muốn mày cũng không làm được đâu. Coi đi, bà biết bà trễ hẹn bao lâu rồi biết không? Thì sao? Con muốn có nhiều tiền á để trả hết nợ không? Tôi chỉ cho. Anh Cơ! Cơ kìa bà ơi! Cơ! Trời đất ơi, cái thằng này sao bị cái gì vậy? Trời đất ơi! Ông! Trời đất rồi! Ông có sao không vậy? Trời ơi! Cái chân có sao không? Tình yêu tự như tàng cây che mắt, tỏa bóng bình yên. Dưới bóng cây ấy chẳng có những đớn đau hay muộn phiền. Chẳng có gì quá lớn nào, thì thân lợi danh chốn nào. Khi bắt tay vào làm từ thiện, em nhận ra rất nhiều người cần đến em. Họ đi làm từ thiện á, chủ yếu á, đánh bóng tên tuổi, thiếu gì người giàu gì từ thiện. Con tới Sài Gòn rồi, đừng phụ lòng bác Bảy nghe chưa? Nhất định con sẽ thành công. Bà thấy nó ăn mặc lố răng rồi nó nhảy nhót như vậy đó, y như là cái thứ mà đầu đường xó chợ vậy. Chơi luôn. Từ lúc thằng Quân nó xuất hiện, cái nhà này rối đánh như là cái nồi canh hẹ vậy đó. Em thấy đó là một sự bất công trong xã hội, và em muốn lấy lại công bằng cho họ. Một cái sẹo rồi sao nhỉ? Có liều thuốc nào chữa lành cho em không? Em sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng. Em đồng ý. Những phố nào rộn rã âm thanh, những số phận đường đã đi quanh, những nỗi lòng nặng trĩu lo toan, mưa rơi trên đôi vai mòn, sẽ sống thật và không lời than. Xin cho được tình yêu bình an, sẽ đến được hạnh phúc đang tìm, sẽ chữa lành được những con tim, sẽ chữa lành. Ở cái xóm này mặc dù nghèo nhưng mà đắt nhất là tình người, được những con tim.